Một ngày mới bắt đầu và chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát, hàng triệu tín đồ Cơ đốc giáo tại nhiều quốc gia trên thế giới đang tận hưởng không khí mùa lễ hội nhân lễ phục sinh tính theo lịch Julian. Lễ Phục sinh là một trong hai dịp lễ quan trọng nhất trong năm của những người theo đạo Cơ đốc giáo, thường diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Năm nay, các hoạt động trong dịp lễ này đã nhộn nhịp trở lại, người dân đang tranh thủ đi du lịch. Chủ đề này sẽ được chúng tôi cập nhật trong phần thông tin quốc tế. Hôm qua, triển lãm tài liệu mang tên Ký ức chợ xưa đã chính thức được giới thiệu tới công chúng dưới hình thức trực tuyến. Triển lãm do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức nhằm đưa công chúng trở về với những ký ức xưa của Hà Nội trong dòng chảy của lịch sử qua những tư liệu hình ảnh sinh động về chợ và phố chợ. Triển lãm được trưng bày theo không gian 3D là sự kết hợp giữa tài liệu lưu trữ, âm thanh, video, hình ảnh và mô hình giúp người xem có cái nhìn tổng thể sinh động về hình ảnh chợ xưa ở Hà Nội. Triển lãm đưa người xem được ngược dòng trở về với đất kẻ chợ, Thăng Long xưa. Đó là ký ức đẹp về những phiên chợ truyền thống, chợ hoa Tết, chợ Đồng Xuân, những gánh hàng rong trên khắp phố phường Hà Nội từ thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20. Tất cả được tái hiện sống động, chân thực qua hai phần chính của triển lãm, phần 1 chuyện quy hoạch và phần 2 những ký ức xưa. Tham quan triển lãm, người xem sẽ hiểu được vì sao chợ không chỉ là nơi gặp gỡ giao lưu giải trí mà còn là một nét văn hóa trong sinh hoạt của người dân Hà Thành. Và vì sao dù trải qua thời gian, chợ đã có nhiều đổi thay nhưng vẫn mãi như một phần của bản sắc văn hóa và lịch sử của Hà Nội. Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên 2022 với chủ đề Khám phá vùng đất huyền thoại. Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã ký kết hợp tác phát triển du lịch liên tỉnh với các đơn vị doanh nghiệp lữ hành của Hà Nội và Hiệp hội Du lịch các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nội. Đồng thời, các đại biểu cùng du khách đã tham quan không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm trà của tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm gần đây, sản phẩm du lịch của Thái Nguyên đã dần khẳng định và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Thái Nguyên hấp dẫn du khách bởi du lịch về nguồn, tìm hiểu về các di tích lịch sử, di chỉ khảo cổ, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, bởi Thái Nguyên là vùng đất sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc, được tạo bởi thế núi, hình sông cùng với những địa danh nổi tiếng mang sắc màu huyền thoại của truyền thuyết, Tràng Cốc, Nàng Công, Hang Phượng Hoàng, Suối Mỏ Gà. Lễ 30 tháng 4 năm nay, bên cạnh việc lựa chọn những tour du lịch xa, nhiều bạn trẻ cho hay họ quyết định dành thời gian khám phá những điều mới mẻ ngay tại thành phố Hồ Chí Minh bằng phương tiện tự túc. Vừa qua, Sài Gòn Morning Rise đã tổ chức tour du lịch xe đạp tìm hiểu văn hóa Ốc Eo, Vương quốc Phù Nam Cổ và nhận được sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng yêu du lịch xanh. Chị Sương là người từng trải nghiệm nhiều loại hình du lịch khác nhau như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, cộng đồng. Nhưng khi tình cờ biết đến du lịch bằng xe đạp vào 3 năm trước, chị đã thử đăng ký tham gia và mê lúc nào không hay. Và hôm nay là mình đã đi được thêm bảo tàng lịch sử. Đi bằng xe đạp, mình thức khá là sớm, từ 5 giờ sáng là mình thấy hoàng hôn, gọi là mình thấy buổi sáng là bình minh. Rồi sau mình đi, mình cảm nhận được cái hoạt động sống của người thành phố, của người dân rất là hay. Du lịch bằng xe đạp là loại hình mà người trẻ nên trải nghiệm vì vừa giúp rèn luyện sức khỏe, tạo một thói quen lành mạnh, vừa giúp chúng ta khám phá những điều mới lạ ở Sài Gòn. Hành trình và quãng đường của mỗi tour khác nhau tùy vào chủ đề của từng tuần, nhưng dao động trong khoảng 45 đến 50 km. Trong đó nổi bật nhất là các tour hẻm, tìm dấu vết những bức tượng đã mất, tìm hiểu những câu chuyện thú vị về các nền văn hóa cổ hay những công trình kiến trúc nổi tiếng. Và thông qua một cái hành trình mà mình di chuyển khoảng độ là 39 cây số trong ngày hôm nay như vậy đó, thì các anh em cũng đã xây dựng qua cái chủ đề là văn hóa Ốc Eo của Vương quốc Phù Nam cổ. Thì cái thông điệp anh em cũng muốn gửi đến mọi người á là sẽ cho mọi người một cái hình dung, một cái bức tranh tổng thể về một cộng đồng, một cái nền văn hóa Ốc Eo rực rỡ đã được xây dựng trên chính cái mảnh đất mà chúng ta đang sinh sống ngày nay. Để đảm bảo chất lượng cho chuyến đi, mỗi tour chỉ nhận tối đa 15 khách. Loại hình du lịch này phù hợp với tất cả mọi người, kể cả những thành viên mới tham gia loại hình xe đạp. Nếu du khách không có xe đạp riêng thì ban tổ chức tour sẽ chủ động sắp xếp cho du khách. Người tham gia đó là phải có thể lực một chút xíu và phải
chịu khó, tại vì mình sẽ đạp qua khá là nhiều cung đường và phải dậy sớm, thật là sớm so với những cái tour khác. Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi nền du lịch Việt Nam dậm chân tại chỗ trong thời gian dài vì dịch bệnh, nhưng với những lợi thế riêng, du lịch bằng xe đạp tự tin sẽ trở thành loại hình du lịch được nhiều khách Tây tìm đến. Tận dụng thời cơ mở cửa du lịch, Saigon Morning Rise đã lên kế hoạch cho những tour mới như đạp để khỏe diễn ra vào mỗi ngày, bứt phá 100 km. Các tour này đang được làm bảng giá, chuẩn hóa sản phẩm và đóng gói tiếng Anh nhằm thu hút khách nước ngoài trong thời gian tới. Thưa quý vị, khuyến khích trẻ đọc sách là việc làm thiết thực và ý nghĩa trong thời đại 4.0 hiện nay. Tuy nhiên, ở những vùng sâu vùng xa, khi con chữ tìm tới các em còn khó khăn, thì việc có một thư viện sách là một nỗ lực rất lớn. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị ghé thăm một nhà sách đặc biệt dành cho trẻ em dân tộc thiểu số ở miền Trung, Trung Quốc. Từ khi mở cửa nửa năm về trước, nhà sách Vintan Book House đã đón hơn 400 em nhỏ tới đây đọc sách hàng ngày. Cháu thích nhất là truyện Harry Potter, tác giả mô tả rất chi tiết. Cháu có thể tưởng tượng ra mọi điều khi đọc sách, cháu cũng học cách viết đó cho bài làm văn của mình. Cháu thích nhất là truyện Sherlock Holmes, cháu có thể đọc hết một quyển trong một ngày. Nhà sách nằm trong một trường tiểu học, nơi hầu hết học sinh là người dân tộc Song. Khu nhà 4 tầng có thiết kế hiện đại kết hợp với cấu trúc truyền thống. Số sách ở đây đều do cha mẹ học sinh quyên góp được. Ban đầu khi xây dựng, chúng tôi chỉ có 5.000 đầu sách. Sau một thời gian nhờ sự ủng hộ quyên góp của các nhà hảo tâm, số lượng đã tăng lên 9.000. Nơi đây mở cửa tự do cho các em tới hàng ngày. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nơi nuôi dưỡng tình yêu của các em với văn học. Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng lương thực, việc tránh lãng phí đồ ăn được cho là giải pháp vô cùng thiết thực. Tại Ai Cập, một ứng dụng đặt đồ ăn đã được đông đảo người dân chào đón khi đưa ra phương án đặt thực đơn tươi dư thừa từ các nhà hàng và các nhà cung cấp thực phẩm với mức giá vô cùng ưu đãi. Ứng dụng đặt đồ ăn mang tên Tekeza được phát triển từ năm 2019 giúp người dùng kết nối với các nhà hàng hoặc đơn vị cung cấp thực phẩm ở Ai Cập để đặt mua đồ ăn dư thừa nhằm tránh lãng phí. Với ý tưởng phân bổ hài hòa nguồn thực phẩm, người dùng không chỉ đặt được một bữa ăn tươi ngon với giá giảm 1/2 mà còn có thể gửi tới các tổ chức từ thiện. Các nhà hàng cũng có thể tặng miễn phí thức ăn thừa cho những người cần. Việc phát triển ứng dụng Tekeya dựa trên ý tưởng gấp 3 lợi ích. Khi người dùng đặt qua ứng dụng này, họ tiết kiệm được 50% chi phí. Các nhà cung cấp hoặc nhà hàng quảng cáo trên ứng dụng sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Các tổ chức từ thiện sẽ nhận được bữa ăn miễn phí. Tất cả những ý tưởng này sẽ góp phần giảm lãng phí thực phẩm và giảm rác thải thực phẩm gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, trong tháng lễ Ramadan, ứng dụng hoạt động rất hiệu quả khi mọi người quyên góp thực phẩm nhiều hơn. Trong năm ngoái, ứng dụng này cũng giúp tiết kiệm khoảng 40.000 bữa ăn. Hai nhà sáng lập ứng dụng cũng mong muốn mở rộng mô hình này ra toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm giảm thất thoát lương thực trong tương lai. Thưa quý vị, cùng với lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh là dịp lễ quan trọng của người theo Cơ đốc giáo. Ở các quốc gia châu Âu, Mỹ, Australia, đây là thời điểm mọi người thân và bạn bè cùng quây quần bên nhau và trải nghiệm các hoạt động văn hóa vui chơi đầy ý nghĩa. Hiện nay, thế giới đang quay trở lại cuộc sống bình thường sau thời gian dài hạn chế do dịch bệnh. Biên giới các nước đang mở cửa và quy định về xét nghiệm COVID-19 không còn quá khắt khe. Đây càng là động lực để các hoạt động du lịch khôi phục trở lại trong mùa lễ hội này. Hàng dài người xếp hàng tại sân bay Sydney, Australia do nhu cầu du lịch đang tăng lên khi mùa lễ Phục sinh đến. Chúng tôi đã có mặt trước 2 tiếng bay vì nhận được tin rằng phải đến sớm hơn để hy vọng không phải bị chậm chuyến bay. Lưu lượng giao thông đang tăng lên, du khách dường như đang làm quen lại với các dịch vụ tại sân bay sau 2 năm không đi du lịch và các quy định nghiêm ngặt liên quan đến kiểm dịch, khiến cho việc xếp ca và nhân viên sân bay gặp khó khăn. Không khí lễ Phục sinh cũng tràn ngập tại thủ đô Rome của Italy. Người dân tại đây và khách du lịch đang cảm thấy rất hạnh phúc. Vì sau gần 3 năm, thành phố thân yêu đã bước ra khỏi cơn ác mộng mang tên COVID-19. Trên những con phố, du khách đã trở lại và thành phố đang hồi sinh khi nhịp sống đang dần sôi động như trước. Giờ thì mọi thứ đã qua và chúng tôi đang ở đây, cả gia đình. Mọi thứ rất tuyệt, rất yên bình và rất đẹp. Những đóa hoa và tất cả đều hoàn hảo.
Tại Anh, không khí cũng sôi động không kém khi mà xứ sở sương mù đón tới hơn 7,5 triệu lượt du khách, mang lại doanh thu hàng tỷ bảng Anh. Ánh nắng chan hòa, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện rất tốt để chúng tôi đón hàng triệu du khách ghé thăm vịnh. Không khí sôi động trở lại như trước kia, điều này thật tuyệt. Không có gì quý giá hơn khoảnh khắc được đi du lịch tự do như thế này. Đã quá lâu rồi chúng tôi không được trải nghiệm những chuyến đi như vậy. Du khách sẽ chọn các hoạt động vui chơi thư giãn trên bãi cát vàng trải dài hay các hoạt động thể thao dưới nước như dịch vụ lướt sóng, chèo thuyền. Đây cũng là thời điểm các trung tâm dịch vụ du lịch đầu tư tại cơ sở hạ tầng và trang thiết bị để chuẩn bị mùa du lịch bùng nổ. Sau hơn 2 năm, các thuyền và thiết bị giải trí xung quanh đây phải đóng cửa. Chúng tôi tu sửa và nâng cấp để có chất lượng phục vụ tốt nhất. Những khuôn mặt vui tươi rạng rỡ, tiếng reo hò tại các con phố, sân bóng đá khiến cho nước Anh như đang được hồi sinh. Lễ Phục sinh 2022 cũng là thời khắc đánh dấu nhiều khu vực trên thế giới đã chuyển mình và bước sang một giai đoạn mới sau đại dịch. Quý vị thân mến, sau khi khai thác những cây gỗ lâu năm, phần thân được sử dụng để làm nhiều vật dụng hữu ích, còn phần gốc rễ tưởng chừng sẽ lãng phí. Thế nhưng qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo thẩm mỹ của những người thợ, những gốc cây này lại được tỉnh thức thành những tác phẩm nghệ thuật làm say lòng bao người thường lãm. Việc làm này không chỉ nâng giá trị sử dụng cho những gốc cây tưởng chừng bỏ đi mà còn làm đẹp hơn cho không gian sống của nhiều gia đình. Những gốc rễ cây thô ráp, úa màu thời gian với những hình dáng tự nhiên xù xì, kích thước lớn nhỏ khác nhau. Khi đưa về xưởng, được người thợ bắt tay định hình, tạo dáng dựa trên thế của từng gốc cây và yêu cầu của khách hàng để quyết định hình khối của tác phẩm. Việc này tùy thuộc vào tư duy và sự cảm thụ của từng người thợ. Gỗ của tự nhiên thì mỗi gốc mỗi thế khác nhau ạ. Nên khi tới thì mình phải ý tưởng để tạo ra một cái khuôn màu mới. Sau khi qua những công đoạn dùng máy móc để hỗ trợ tạo hình, định dáng, rồi qua bàn tay tài hoa của người thợ, những giá trị mới, những tác phẩm nghệ thuật đang dần được hình thành. Những rễ cây, gốc cây khô cứng đã biến thành những dải lụa, vân mây mềm mại, uyển chuyển, hút ánh nhìn của người xem. Vậy là nghề điêu khắc mỹ nghệ á, thì khi khách đưa một gốc cổ tới thì mình phải tạo dáng với là cái nhu cầu sử dụng của khách. Cái ý tưởng mình thảo luận với khách là cái quan trọng nhất. Khi đó là sự hài lòng của khách là khi đó là bức tượng mình mới thành công được. Những sản phẩm gia dụng từ gỗ có thể làm ra hàng loạt, nhưng với điêu khắc thủ công, quá trình tạo ra mỗi tác phẩm là duy nhất. Tuy có thể cùng kích thước, hình dáng, nhưng cái thần, cái hồn của mỗi tác phẩm đều có sự khác biệt. Đặc thù của cái nghề thủ công mỹ nghệ là những cái sản phẩm nó phải khác nhau, về cái thứ gỗ nó lại khác, chứ không như máy móc được, về công nghiệp nó phải nguyên khối thì máy có thể mới làm được, còn mà cái gỗ tự nhiên của rừng mình thì mỗi góc mỗi thế thì mình tạo sao nó phù hợp với góc nhà của chủ nhân của gỗ. Tình yêu gỗ, tình yêu nghề là thứ có thể khiến người thợ thăng hoa trong công việc, và với những người thợ điêu khắc thì niềm đam mê, óc sáng tạo và năng khiếu mỹ thuật trong mỗi người là công thức để tạo ra những tuyệt tác có thể mang lại rất nhiều cảm xúc cho người tạo ra nó và cả người sở hữu. Những hình ảnh thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.